Theo báo cáo này, tính đến ngày 28 tháng 10 năm 2018, số lượng công bố khoa học của ngành toán Việt Nam trên các tạp chí quốc tế uy tín trong năm qua xếp thứ 32 trên thế giới với 304 bài, dẫn đầu các nước ASEAN, bỏ xa Singapore 11 bậc. Trong khi đó, năm 2013, Singapore giữ vị trí đứng đầu ASEAN ở vị trí 39, Việt Nam đứng thứ 2, xếp thứ 41. Từ năm 2014 đến nay, Việt Nam liên tục dẫn đầu các nước ASEAN về chỉ số này. Trong giai đoạn 2010-2018, so sánh kết quả công bố của Việt Nam cũng đang cao hơn một số nước như Na Uy, Scotland, Đan Mạch, New Zealand, Ai Cập và Argentina.